Xin chào tất cả các bạn, nay Anna làm video hướng dẫn cái cách chúng ta sau khi điều trị sạch mụn rồi thì chúng ta bôi kem dưỡng như thế nào cho đẹp nhá. Thì sau khi các bạn sạch mụn rồi thì trước khi đi ngủ á, chúng ta vệ sinh thứ nhất là bằng có thể bằng bột rửa thảo dược Anna, còn hai là chúng ta có thể vệ sinh bằng nước sạch nhá. Các bạn rửa nước cho sạch. Nếu như là có bạn nào mà sử dụng kem trang điểm á, thì các bạn nhớ làm đúng các bước tẩy trang nhé, để đảm bảo làm sao cho nó da sạch, tránh khi mà bôi kem lên bị bít được chân lông nha các bạn. Rồi, chúng ta lấy khăn khô lau sạch ha. Và đây là kem dưỡng tinh chất collagen của An ha. Thì các bạn đây mình sẽ mở ra nha các bạn ơi, kem là tinh chất kem trong nha các bạn. Không có mùi cũng không có màu gì đâu nhá. Nó là cái dạng kem trong, khi mà mình nhìn lên trên đây thì nó thấy cái dạng màu vàng, nhưng thật ra nó chỉ là cái kem trong thôi. Thì các bạn lau khô sạch cho mình và sau đó nhá, chúng ta lấy một ít thôi và chúng ta chấm toàn bộ khuôn mặt giúp An An ha. Chấm và chúng ta xoa đều nhá. Xoa đều giúp An An. Xoa đều một lớp thật là mỏng thôi, một lớp mỏng thôi. Chúng ta xoa ha. Sau khi các bạn xoa đều rồi thì chúng ta lưu ý nhé, chúng ta nên massage da một chút xíu để giúp da căng mịn nhé. Chúng ta massage từ phía dưới, massage lên, massage theo có thể xoay theo vùng giòn ất và từ cái cánh mũi đi lên trên trán nhé các bạn. Massage để giúp kem nó khô, khô giúp An ha. Các bạn thấy đây, đấy kem này ha. Các bạn massage khô giúp An. Làm da khô giúp An và sau đó chúng ta để mặt qua đêm và sáng chúng ta dậy chúng ta vệ sinh lại sạch sẽ, rửa mặt bằng bột thảo dược An và sau đó chúng ta lau khô. Và nếu như các bạn nào mà mới điều trị xong á thì các bạn tích cực tập trung sử dụng kem dưỡng nhé. Tập trung sử dụng kem dưỡng lên ngày 2 lần, sáng 1 lần và tối 1 lần để dưỡng ẩm cho da cũng như là giúp da trẻ hóa và cung cấp các khoáng chất á, giúp da làn da khỏe, phục hồi da và giúp da căng mịn và trắng hồng nhá. Thì khi bôi kem collagen Anna này với tinh chất chủ yếu chủ đạo là collagen và cùng với sữa ong chúa tươi á thì sẽ khiến làn da của các bạn rất là mịn và da rất là dưỡng ẩm. Các bạn thấy là da rất là căng nhá. Chúc tất cả các bạn, An đã hướng dẫn xong rồi, chúc tất cả các bạn có một cái làn da đẹp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.